Ai lên tủ lệ mở xương, Muong Lo khâu phả, cốm thơm say mềm. Xôi ngũ sắc bánh chưng đen, bồng bềnh khói bếp bay lên cổng trời. Ai đã từng đặt chân đến vùng đất Muong Lo Yên Bái, hẳn sẽ nhớ đến các món ẩm thực mà nếu thưởng thức một lần sẽ nhớ mãi không quên. Nằm ở phía tây nam của tỉnh Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ là nơi có những cánh đồng lúa lớn của khu vực Tây Bắc, mang lại nhiều loại gạo thơm ngon mà từ lâu đã được mọi người ưa chuộng. Muong Lo còn là nơi sinh sống quần tụ của đồng bào Thái và Tày. Đây cũng là nơi nổi tiếng với món bánh chưng đen và xôi ngũ sắc, hai món không thể thiếu trong lễ cúng tổ tiên. Một nguyên liệu rất đặc biệt không thể thiếu được để làm bánh chưng đen là cây muối. Cây muối xưa mọc quanh nhà, ngày nay cũng không còn nhiều. Để lấy cây muối, chị Thúy phải đi sâu vào rừng. Đây là loại cây dại, quả và thân có vị mặn. Ngoài việc là nguyên liệu để làm bánh chưng, loại cây này còn được người Muong Lo dùng như một vị thuốc. Cây muối được róc vỏ, chẻ nhỏ ra, phơi khô để sử dụng dần. Để tạo thành nguyên liệu trộn vào gạo, chị Thúy phải đốt gỗ cây muối thành tro rồi mang giã nhỏ. Khi lên rừng chặt thì mình chọn cây nó vừa vừa. Sau khi chặt cây đem về rồi thì mình róc cái vỏ đi, xong mình chẻ ra mình phơi khô. Mình phơi khô ngoài nắng khoảng 2 ngày xong mình đốt. Mình đốt được xong rồi mình mới đem cái than đấy đi phơi, xong rồi mình giã giò và trộn vào gạo. Sau khi trộn vào được gạo rồi thì mình cứ bóp đều lên cho gạo nó đen hết rồi lúc đấy mình gói bình thường như là bánh chưng. Để có đầy đủ các nguyên liệu làm bánh chưng đen, chị Phạm Thị Thúy đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Cũng với các nguyên liệu như bánh chưng truyền thống của người Việt, gạo nếp, đậu xanh, lá dong đã được ngâm rửa kỹ càng. Than cây muối được cho vào dây để lấy bột mịn trộn với gạo để tạo ra bánh chưng đen. Vì cây muối có vị mặn nên cây muối không chỉ tạo màu cho bánh chưng đen mà còn là một gia vị được dùng từ xa xưa. Khi các nguyên liệu đã chuẩn bị xong, chị Thúy cùng bà Mỹ bắt đầu gói bánh chưng. Bánh chưng đen Muong Lo được gói dài thành tày giống bánh tét của đồng bào miền Nam. Ngày nay khi xã hội phát triển, những món ăn truyền thống được làm cả vào những ngày thường trong năm để phục vụ nhu cầu ẩm thực của người dân bản địa cũng như khách du lịch. Chị Thúy là người có nhiều năm gói bánh chưng đen truyền thống theo đơn đặt hàng. Với chị, để bánh chưng giữ được nét cổ truyền thì từ nguyên liệu đến cách làm phải được giữ nguyên bản.
trong lúc gói thì mình cũng gói vừa thôi, nếu lỏng quá thì nó sẽ bung cái lá ra, mà nếu chặt quá thì trong thời gian luộc là nó sẽ nứt ra. Sau khi gói xong thì mình cho vào nồi mình luộc khoảng độ 6 đến 8 tiếng. Khi mà nồi bánh đã sôi rồi thì mình cho nhỏ lửa thôi, thì bánh nó sẽ dền, nhưng mà lúc nào cũng phải có lửa, không được để nó tắt. Người Muong Lo bao đời nay vẫn làm bánh chưng đen, và nó đã trở thành một sản vật văn hóa tượng trưng cho vùng đất này. Đây không chỉ là món ăn chứa đựng tình cảm của đồng bào, mà còn chứa đựng cả đất trời và thiên nhiên Muong Lo. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị rất riêng của vùng Tây Bắc.